Chào các bạn đã ghé thăm Sống Khỏe Tự Nhiên. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn cây sâm cóc, còn gọi là ngải cóc hay xuyên khung nam, có tên khoa học là Ligusticum sciatum, họ hoa tán. Cây có nguồn gốc từ Trung Hoa du nhập vào Việt Nam khá lâu. Ở Việt Nam cây được phát hiện ở các tỉnh Lào Cai, khu vực Tam Đảo, Miền Trung, Tây Nguyên và An Giang. Sâm cóc cũng đã được trồng thành công nhiều nơi. Là loại cây thân thảo, sống lâu năm, mọc bụi lùn, cao từ 20cm đến 60cm, thân cây mềm không có long, mọc thẳng, dưới gốc cây chuyển màu tím nhạt, lá màu xanh lục, lá mọc so le, trên mỗi lá chia nhiều từ 6 đến 8 thì, mặt trên đậm màu hơn mặt dưới. Dùng tay vò nhẹ lá sẽ có mùi thơm, nhai vào có độ nhớt có thể làm rau ăn sống hoặc nấu canh. Hoa nhỏ màu vàng như hoa bổ công anh nên trồng làm cảnh được có phần dễ phát triển thành củ như gừng, mọc trùm dưới đất, cây càng lâu năm củ càng nhiều, có vỏ nổi cục xù sì, Bên trong ruột màu trắng, có vằn tròn mẫu vang, sờ tay thấy chắc, nặng. Người thấy mùi thơm, vị ngọt, hơi nhẫn đắng cay, hơi the nhẹ ở đầu lưỡi. Đặc biệt củ sâm có khả năng hỗ trợ trị được nhiều bệnh như u tuyến giáp biếu cổ, u sơ, u nang, u tuyến tiền liệt, u vòm họng, u thanh quản, rong kinh huyết trắng, viêm họng, ngoài ra còn chữa viêm dạ dày, côn trùng chích đốt, cầm máu. Cách trị bệnh dùng lá nhai lá tươi sáng hai lá chiều hai lá giúp người già sáng mắt, trị đau dạ dày nhai lúc bụng đói, ăn lá thường xuyên giúp tăng sức đề kháng giảm triệu chứng đau xương khớp. Sát khuẩn mạnh vò lá đắp vào vết côn trùng chích đốt sẽ giảm đau ngay. Còn có khả năng cầm máu khi đứt tay chân chảy xước vò lá đắp vào sẽ cầm máu tức thì. Ngoài ra ăn lá thường xuyên còn trị bệnh rong kinh bạch đới. Lá sâm cóc cùng đem sấy khô làm trà uống hàng ngày tốt cho sức khỏe cách trị bệnh dùng cổ, trị các loại biếu cổ, u tuyến giáp, u vú, hạch, dã nát củ sâm cóc đắp ngày 2 lần, mỗi lần đắp 20 phút, lượng dùng đủ đắp giáp vùng biếu. Kèm nhai sống ngày 2 lần, một lần củ bằng ngón chân cái. Sau 20 ngày đến 1 tháng đi siêu âm lại nên dùng củ của những cây lâu năm thì tốt hơn. Trị bệnh u nang, u sơ, u tuyến tiền liệt, u vòm họng, u thanh quản, viêm họng, tán sỏi túi mật. Ngày dùng hai lần củ xâm cóc bằng ngón chân cái với cục muối ăn nhỏ nhai kỳ càng lâu càng tốt liên tục trong 20 ngày sẽ cho hiệu quả. Cách bảo quản, sau khi thu hoạch từ tháng 10 đến tháng 12 tuyển chọn những củ lớn cắt bỏ phần thân loại củ non nhỏ để trồng lại. Phần củ tốt đem ngâm nước rửa sạch đất cát phơi ráo nước để dùng dần. Cách trồng sau khi khai thác ta thu những củ lớn bảo quản dùng dần còn lại những củ nhỏ ta ủ lại trong bóng dâm độ 1 đến 2 tuần củ sẽ ra tròi non mang đi trồng. Lưu ý sâm có là vị thuốc nhưng cũng không nên quá lạm dụng, tránh dùng sâm cóc cho phụ nữ cho con bú, trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai, đầy bụng chán ăn. Nên dùng sâm cóc theo chỉ dẫn của thầy đông y cảm ơn các bạn đã xem video chào thân ái